Thấy chưa? Thấy nó lùi. Ây! Đừng, đừng hết cho nước, khoan. Đừng, đừng để hết cái nước, đưa, đừng đưa ta. Ê! Lui ra, lui ra, lui ra. Ê! Sao? Mạnh gì vậy? Mạnh hơn, nó mạnh lắm. Hello, chào cả nhà. Chào cả nhà đã quay kênh Sao Mau Lắp Nhà. Chào cả nhà, chào cả nhà quay lại với kênh Gió Đồng cả nhà ơi. Sao là tôi lại tôi uống giỏi quá trời. Lần trước tôi té chết luôn rồi. Cả nhà hiện tại thì con với Tú đang trở lại cái chỗ hai quỷ đỏ. Thì cả nhà khi mà hôm trước thì tụi con cũng đã cố gắng mà cũng cho họ một cái bài học nào đó thôi cả nhà. Giống như làm cho họ sợ thôi. Chứ nói về có những thứ mà con với Tú có thể làm được nhưng mà nhiều khi mình không muốn làm. Tại giờ mình chung là mình đang đi giúp họ, và trong trường hợp mà gặp những cái vong dữ đó nha thì chủ yếu chúng ta làm như thế nào cho họ cũng có bài học và biết được là chúng ta có khả năng chống lại, và cũng như là muốn giúp họ thôi chứ không phải là hại họ. Thì trong trường hợp ví dụ chúng ta làm dữ quá thì họ sẽ cũng như là càng tức tối thêm, và họ sẽ làm cái gì đó để khiến cho chúng ta phải bị cái này nọ rất là nhiều quá nha. Tại thường thì con chỉ giống như mình làm để cho họ nhận ra là những cái điều họ làm là sai, mà mình làm để cho họ biết rằng là tụi con vẫn có thể làm được những điều đó. Nhưng mà mình ở đây là mình vì họ, mình muốn giúp họ, đỡ họ, mình muốn tạo cho họ cái điều kiện để được siêu thoát. Nhưng mà tại vì mọi thứ đỡ họ cho nên thành ra thì mình là cố gắng là một phần thôi, còn cái phần còn lại là ở họ. Với lại là hai cái vong này thật sự hai con cháu cũng chưa biết là vong này phải người Việt Nam không, biết đâu họ cũng là nước khác mà mình nói chuyện họ không hiểu được. Và bây giờ mình khuyên họ mà họ không hiểu ý của mình làm sao mà mình khuyên, không được giải thích được. Như thêm phần là tại thường thường những cái vong linh như vậy á là họ gọi là chấp niệm khó lắm, thật sự khó. Khi nào mà họ nhận ra được cái điều đó là sai là cũng đã một cả quá trình này. Tại cô chú anh chị biết sao không? Tại cái vùng này là cái vùng nó gần biên giới, nơi đây thì chiến tranh chết rất là nhiều. Và nói chung thì không phải là người Việt Nam chúng ta mắc không, mà trong đó có nước bạn Campuchia cũng như là những cái nước khác cũng như là Pháp nọ thời đó đó chiếm đó. Thì nói chung thì cái thời đó nếu mà vong linh mà giữ mà không chịu thoát tới ở luôn tới bây giờ là chuyện bình thường đó, cũng như năm đâu cũng 50-70 năm gì đó đó. Thì vấn đề mà họ không hiểu được ý chúng ta thì rất là bình thường cả nhà. Mà tại vì cả nhà biết rồi thì giống như là những vong linh á thì thường á là những vong linh nó càng chấp niệm họ, cái tâm tham sân si của họ càng lớn thì cái hình tướng họ càng xấu xa. Họ càng chấp niệm càng dữ thì hình tướng càng xấu xa. Và những người mà gọi là cả nhà thấy những người mà tu tập này nọ thì hình tướng họ càng ngày càng đẹp lên. Đó là tu mà. Thì đó ma quỷ cũng giống vậy. Nhưng mà thường thì chúng con lựa cái con đường là mình quá giải những hằn thù cho họ. Nếu mà có nhiều cô bác nói ủa tại sao hai mày bắt tài vô dụng, không có làm gì cho họ sợ, hoặc là không có đánh nó để cho nó đánh hoài, hoặc là làm những cái điều đó với mình. Đúng là nhiều khi cũng muốn làm nhưng mà mình suy nghĩ kỹ là mình làm á thì mình càng làm thì cái tâm họ càng khởi lên, họ càng cái nhà biết rồi, khi mà ai đó đang nóng tức giận và muốn làm cái điều gì đó như chúng ta thì chúng ta cũng sử dụng cái hành động đó
đối xử ngược lại thì chắc chắn cái cơn thịnh nộ này sẽ dâng cao. Còn nếu chúng ta ôn hòa và trò chuyện phiên bảo ít nhiều, cho dù có nghĩa là không khuyên được họ, nhưng họ vẫn giữ cái tâm trạng đó, họ không có dâng trào thêm cái sự tức giận đó lên giống nữa. Như là rừng đang cháy mà không lấy nước dập, lấy lửa dập, đúng rồi. Nó càng ngày càng lớn lên thêm. Đó, như là lần trước thì hai con giáo nói chung cũng đã giữ được chân của hai cái con quỷ đỏ rồi, nhưng mà ở đây một điều là muốn cho họ một con đường thứ nhất, thứ hai nữa là hôm nay trở lại coi là có mình có thể giao tiếp được với họ không, bằng cái bằng chứng là cái như là mình đã tha cho một lần, đúng rồi, là họ đã cảm nhận được là mình đến để giúp họ chứ không phải để hại họ đó. Nếu mà hại họ là ngay hôm đó là chúng ta có thể làm được gì đó rồi. Vì vậy mà hai cậu cháu mới quyết định tiếp tục, nếu mà được là hai cậu cháu có thể khuyên bảo được họ là điều rất là tốt, tại vì hiện tại là điều kiện cho phép, có nghĩa là đạo họ đã có cái cảm giác sợ hôm đó có một hầu như hai vong linh đó là chấp tay không, chấp tay không đó. Là tại có nghĩa là chúng ta đã tạo cho họ được cái sự là sợ hãi và cũng như là gian dối, là cũng như hướng về cái thiện vậy đó. Đó thì bây giờ đảo lại hôm nay thì hy vọng là họ sẽ, cái tâm của họ sẽ vững và hai con cháu sẽ đến gần được và giao tiếp được với họ, khuyên bảo đó. Được họ là điều rất là tốt, nhưng mà cũng nói, mình nói một phần vậy thôi, quan trọng là ở cái tâm của họ nữa. Thì thôi giờ mình đi đến đó thử coi sao. Dạ ok, về cả nhà cùng hai con cháu con quay lại để xem cái hôm nay thì hai con cháu có thể nào giúp đỡ được vong linh nào hay không, hoặc là có điều gì phía sau để cho hai con cháu càng ngày càng tìm ra được cái sự thật nó như thế nào. Vậy thôi cả nhà, cả nhà đi cùng tụi con đi cả nhà. Đi cả nhà, hai cháu còn đi lên nơi đó. Mỗi lần tới đây là thấy hơi dội vậy. Nó lạnh người phải không? Không chứ, nó được tới dưới kia. Hôm trước đúng hai bông đỏ nó được rút dưới kia. Hai bông nó sao ngộ ấy, giống cái gương mặt giống nhau. Giống nhau, không. Một các con á thì cái sừng nó cao. Đúng rồi. Một con thì thẳng nằm. Nhưng xui ra sao? Nhưng vậy? Mà gương mặt thì giống nhau. Gương mặt thì giống nhau nhưng mà hai có hai sừng nó khác nhau thôi. Thì đó, con nghĩ là giống nhau. Con bự con nhỏ. Bởi vì nó giống như cha con vậy đó. Ừ. Nhưng mà không biết từ đâu xuất hiện. Đường này nè, đường này, đường này. Đi đường bển đi, mình làm thắp nhang chỗ mấy mộ đó trước. Lạnh ha. Hôm nay gió lạnh dữ ta. Ở cái cây nữa kìa. Nhớ cây chứ không? Nhớ cái cây này. Cái cây này ổng tính quét tuần cây này nè. Mày á. Gì? Mày tính quét tao á. Ừ. Gió dữ ta. Lấy nhà đốt chứ đi. Lạnh quá ta. Vô mộ cắm cái mộ này cái gì? Đi dàn giá đã. Nam mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay hai cậu cháu con đã trở đây ha. Thì hôm trước á thì cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi thì con mới dùng biện pháp là giữ chân hai vong ở đây, thì cũng như đã thả rồi thì hôm nay trở lại cũng mong được hai vong được hiểu và cũng như là cần giúp đỡ điều gì thì xin hiện hình, tại vì đến đây cũng là một cái tâm thiện chứ không phải là ác gì đâu, cũng mong là vong linh ở đây cảm nhận cho. Im ru à? Không biết nữa. Sợ nhất là vụ im lặng này. Hay là họ đi về? Không biết nữa. Nhiều khi họ sợ mình nè, không chừng. Vậy là cắm nhanh đi hả? Cái gì?
Tôi thấy cái gì ló bên góc bộ bên kia. Đi bên thử. Ê. Có một cục ngọn bộ nữa kìa. Đâu có gì đâu. Ở đâu rồi? Thấy nó ngồi ngay cái miếng thềm này nè. Không thấy, không thấy. Đâu đi vậy ta? Xuống đây có hai mắt ngang ngộ trời. Thế kỳ. Bữa đó Tú bị đem lên nóc cái nhà này luôn cả nhà. Ờ, ngồi cái này. Không biết sao xuống. Nó bị thiết cắt đứt cổ tới giờ thôi. Cái gì trời? Cái gì? Cái gì mà treo bọc cái gì? Bọc muối, bọc ngọt gì. Dạ hả? Ừ. Môi thật thì hôm nay con cháu đến đây thì cũng có gấp ngang mấy cái mộ, cũng như là cũng mong những cái mặt mẹ đây phù hộ để đỡ cho lạnh được những vong dữ. Gì lạnh quá? Lạnh hả? Ừ, không, tôi có lạnh gì đâu. Sao tao thấy lạnh, lạnh ốt nè. Giống như hình như mày nhìn sau lưng tao có gì? Tao thui không thấy gì. Nó có gì đâu mà tự nhiên lạnh. Mà sao nãy giờ vô chưa thấy gì chứ nè. Ừ, đưa xích xích bên kia kìa. Hay là mày ấy hồi tao cầu thử kìa. Hay mày ra tới tao cầu thử kìa, tao có thấy không? Từ tao cầu đi. Đổi tay thử kìa. Nè. Con cầu Phật tổ Phật thầy, chư quan cô thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi, đất đai nhân trạch. Mày thấy gì không? Thấy cái bóng dáng như sao nữa đó. Ê mà cái gì? Ở đây không phải, không phải áo đỏ. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi cầu những hương linh hương hồn trên mảnh đất hiện tiền. Hôm trước hai cậu cháu tôi cũng đã cố gắng để giúp đỡ, nhưng mà vì một số lý do mà chúng tôi phải làm biện pháp mạnh với phong linh. Đó là những điều mà cậu cháu chúng tôi không bao giờ mong muốn, cũng như là không bao giờ muốn cái điều đó đến với hương linh. Thì hôm nay hai cậu cháu tôi đến đây chỉ cầu mong là những điều chúng tôi đã làm ra và đã thực hiện đã góp phần thay đổi được cái suy nghĩ cũng như là cái ý thức của hương linh. Thì cậu cháu chúng tôi hôm nay đến đây cầu mong là đã đến duyên, đến lúc mà hương linh có thể nhận ra những cái sai trái của mình mà thay đổi, thực hiện những cái điều không tốt trở thành những điều tốt. Anh Như. Dạ. Ở ngoài nhìn nó thấy rõ, mày trong máy nhìn thấy gì không? Thấy mà hơi xa quá. Ê, ở cái vòng này không phải không đó đâu nghe. Không phải đâu. Không phải đâu, không phải đâu. Hôm nay tao biết. Đúng không? Quỷ đỏ ở đó nhớ. Quỷ đỏ hả? Mày nhớ quỷ đỏ lúc trước rồi ở trên cái gò anh kia không? À biết. Nó tới giờ còn nữa hả? Còn. Nó bị thiên ma ăn, nhưng mà sau đó thì thiên ma đã có nghĩa hướng thiện, còn nó là thoát ra. Bây giờ nó còn mạnh hơn trước nữa. Sao được không? Ê, con quỷ đỏ xuất hiện rồi. Con quỷ đỏ xuất hiện. Được không? Được không? Tiếp không? Tiếp không? Tiếp không? Đằng sau con quỷ đỏ lên tới đây kìa. Nam Mô A Di Đà Phật.
Đằng sau con thấy không? Thấy. Khoan. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Dạ dạ. Ơ cái gì vậy tú? Dạ gì? Sao không? Ê cẩn thận. Ê lui ra, lui ra, lui ra. Ê sao không? Nó mạnh gì vậy? Mạnh hơn, nó mạnh lắm. Dạ. Dạ. Ê. Nó muốn gì? Dạ dạ. Nó mạnh lắm, nó gặn, nó tính chuẩn được á. Dạ. Đừng té đó. Trời trời trời. Ê, cái gì? Sắp bà ngủ. Ê, 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 ê. Đâu rồi? Không biết nữa. Thấy không? Dạ, dạ, dạ. Ây dạ, dạ. Sao không? Ê, cẩn thận. Ê. Lui ra, lui ra, lui ra. Ê. Sao không? Nó mạnh gì vậy? Nó mạnh hơn, nó mạnh lắm. Dạ, dạ. Ê. Ờ, cái gì? Trời ơi. Ê, 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 ê. Rồi. Không biết nữa. Thấy không? Không. Con nghe, con nghe. Con nghe tiếng nắng á. Nghe chứ, tao không nghe mà. Ủa sao bên đây mày? Cái mông kia nữa. Ui đỏ nhỏ quá tôi. Ừ. Bây giờ không biết xuất hiện. Đưa đôi bàn này. Máy bị gì mà câm? Máy bị gì mà câm? Sao đây giống như sương mù mày ơi. Trong máy nhìn ngoài giống như sương mù á. Gì? Sao? Ở trong máy nhìn ngoài như sương mù á. Kìa. Ừ. Mà ngoài đâu có gì đâu. Đúng rồi. Ủa mà mày cúng rồi. Tao mang nè. Dạ. Đây.
Nam Mô A Di Phật. Thì các ông ở đây hãy xin nhớ rằng á, là trong cái đời á, thì có tốt có xấu ha. Mình làm tốt á, thì mình làm hưởng được tốt, còn mình làm việc xấu thì mình sẽ hưởng cái xấu đó. Còn oán hận điều gì xin hãy bỏ hết mà tự cứu cho bản thân. Nếu mà cứ làm dữ như vậy hoài á, phải chịu khổ hoài. Đến khi nào mới siêu thoát được? Sao mà mỗi lần vô thấy im lặng hơi ghê quá. Ủa sao có tiếng chó sủa gần đây quá vậy? Nghe không? Nghe đâu hướng bên đó vậy. Ừ. Căng thẳng hả Túc? Cái gì? Nó ngồi dưới đó kìa. Đâu? Đầu cây đó. Có thấy đâu? Con quỷ nhỏ nó ngồi dưới đầu cây kìa. Ờ, cái nạn thấy không? Không. Nghe tiếng đó. Tôi thấy ngồi đó kìa. Tao đâu có thấy. Chụp cái thằng cái nạn ở chỗ đây nè. Chụp cái nạn. Chụp cái nạn ở chỗ cái hai ba cây bự đó. Tao nhìn hoài tao không thấy nè. Đâu có hết. Ở trên đầu cây nó ngồi trên đó đó. Không có thấy. Nãy giờ tao đấy mấy lần có thấy đâu. Đúng tiêu rồi. Bà mẹ nãy nó ngồi trên cái nạn nó hồng hả dội xuống, nhìn xuống mắt tôi nhìn. Nghe tiếng đó không? Nghe tiếng mà không có thấy. Nó đi rồi. Đâu hả? Gì? Con nghe tiếng nào hiện hiệu vậy? Thì nghe tiếng đó. Đó đó. Ê nữa dường như là ê. Được không Túc? Được không Tú? Có sao không? Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi đây để giúp mấy ông. Tôi không biết là mấy ông có hiểu chúng tôi nói gì không, nhưng mà tôi đến đây để cái tâm để giúp mấy ông. Mà mấy ông mà cái ông mới năm hỏi mấy lượt cũng muốn hại con giáo tôi của bà vậy hả? Được không? Anh lưu xích ra đây.
Sao? Nó mạnh lắm. Nó sợ cái nhang quá. Ổn không? Đâu rồi? Còn đâu? Còn đó nè. Đi lòn ra sau lưng nữa nè. Đi lòn ra sau lưng nữa nè. Đi đây nè. Hiểu không? Ông đứng nè. Ông đứng quẹt đối diện nó đi. Đây nè, cái đây nè. Cái đây nè. Ê, ê. Tốn nè. Trời trời trời. Được không đúng? Ông hôm qua ông nhớ chưa? Hôm trước ông nhớ không? Ông đã cầu xin cậu cháu tôi tha cho bây giờ ông là. Bây giờ ông lại lấy báo quán. Ông thằng tôi. Ông kia nó bay đâu rồi? Không biết nữa. Bài lúc này kìa. Đi tới nè. Nói mày lại đây. Để tao xử lý cái này ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu Phật cầu quốc tây chư quan cầu thần chư vị sơn thần chư vị. Em lòng mày nói. Cái túi nãy để đâu rồi? Ở bên kia rồi, đừng xem kia. Đi theo tao qua bển. Đây phải không? Ừ. Tôi. Rồi. Muốn nghe tiếng gì á? Là đây. Ngay tay này cha nước ở trên bàn thờ nè. Căng thẳng nha. Nam mô A Di Đà Phật, cầu Phật tổ quốc tây chư quan cầu thần chư vị sơn thần chư vị đất đai chặt ở đây. Hôm nay cậu cháu con đến đây, thật sự mà nói thì con tụi con muốn giúp đỡ những hương linh hồn ở đây thôi. Nhưng mà vì cái tâm họ xấu xa quá, mà dường như chúng con nó bằng mọi cách cầu mong sự tốt nhất đến họ mà dường như không được. Thì con xin gì? Gì Tú? Ôi! Tú ơi, mày còn niệm được không? Được, được không? Đừng hết cho nước, khoan.
đừng để hết cái nước, đưa tao. Đừng để hết chai nước. Tao đúng rồi, tao nói đúng rồi đó. Cầm giùm. Đừng để hết chai nước. Nam mô A Di Đà Phật. Nếu được á mình thì chậm đi. Đâu rồi? Mình sợ nước hay không? Này tôi cạc đúng rồi. Nước này là lấy trên cái bức thờ đúng không? Đúng rồi. Là con quỷ đó rất là sợ, con quỷ đó nhỏ đó rất là sợ nước này. Ừ, nãy tôi tạc chúng nó là làm vậy chứ. Đâu à? Nam mô A Di Đà Phật. Nãy tôi cảm thấy hình như có một cái bóng đen nữa. Mày có thấy không? Tôi nghĩ là nãy nó móc mắt tôi luôn rồi. Có một cái bóng đen nữa, mà hình như là nữ. Nữ hả? Ừ. Phía sau nữa, mà nhìn thấy rõ. Ê, kể nó nữa. Thấy. Đâu cầm cây đâu mà bệnh từ từ nha. Mẹ đó, mẹ đó. Ừ. Vậy sao sao? Nó mạnh luôn mày. Hình như con quỷ này nó không làm như sức mạnh này không đủ. Ủa đâu, đi đâu rồi? Đi vô coi. Có cảm giác cái bóng đen đi lướt ngang đi nữa. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Hình như có một cái một bóng nữa ở đâu đây nè. Ở trong cam thì hiện tại không thấy. Nam mô A Di Đà Phật. Hồi nãy là từ lướt ở đâu, con đang lướt ở đâu? Hồi nãy là khi mà nó dịnh mày á. Lướt ở đâu? Là phía đây nè. Cái đầu đi vô xếp bệnh rồi. Có một cái bóng đen nữa. Tao thấy gì đâu ta? Gì? Cái gì? Tiếng chó sủa. Tiếng chó sủa hả? Ừ, hình như tiếng chó. Không biết phải không? Đâu thấy gì đâu. Ê trời. Em thấy ông cầm cây đó. Rồi. Ê, đi chạy. Đi lại xin anh đi.
mệt. Quả vừa thứ rồi chứ. Này tôi cạc trúng rồi. Nước này là lấy trên cái nước thờ phải không? Đúng rồi. Là con quỷ đó rất là sợ, con quỷ đó nhỏ nó rất là sợ nước này. Ừ, nãy tôi tạt trúng nó là làng vậy chứ. Nó. Nãy tôi cảm thấy hình như có một cái bóng đen nữa. Có thấy không? Tôi để ý hồi nãy nó móc mắt tôi luôn rồi. Có một cái bóng đen nữa mà hình như là nữ. Nữ hả? Ừ. Phía sau nữa mà nhìn thấy rõ. Ê, kể nó nè. Đâu cầm cây đeo vào bệnh thử coi, ngá thử coi. Ê, gì? Sao? Rồi đi đâu rồi? Đi vô coi kìa. Cảm giác cái bóng đen đi lướt ngang đi nữa. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Hình như có một bóng nữa ở đâu đây nè. Ở trong cam thì hiện tại không thấy. Lướt ở đâu? Lướt ở đâu? Con đang lướt ở đâu? Hồi nãy là khi mà nó dịnh mày á. Lướt ở đâu? Là phía đây nè. Cái đầu đi vô xếp bệnh này. Có một con đen nữa. Cái gì? Con chó sủa. Con chó sủa hả? Nãy giờ luôn chứ. Liên tục luôn chứ. Ê, thấy trên kia. Ủa, sao cam đó đang thui vậy? Tôi cam đó ao chẳng. Cái gì? Sao cam đó ao à? Nè. Sao tao biết? Mà vẫn vậy. Không phải rồi. Nó chỉnh qua. Ừ phải vậy. Kìa lúc chỗ đó kìa. Đâu? Chúng ta phải lên ra. Ê. Còn quẹt này có không túi à? Có. Được mượn. Đâu quên đây còn quẹt đâu. Đâu mà thấy đâu. Để tôi coi con cam. Đó, trước mặt tôi thẳng tới gặp nó. Thôi nó chát. Bây giờ nhìn không thấy. Ông Hoàng nói thiệt. Ông Hoàng thấy một con cam thấy đỏ lúc bắn á. Thôi thẳng tới. Đâu? Thẳng tới nữa. Thấy chưa? Không. Đi thẳng lên nữa đi. Mày nhìn ngoài mày thấy không? Không thấy phải không? Hồi không thấy. Nhìn trong cam thấy. Thôi kệ đi, đi vô đây đi. Nhìn không thấy. Nhìn trong mặt chết luôn á. Thấy nè.
Thấy không? Phải không? Phải không? Nó đó. Ông mà đứng nghe tôi đi thí lựa coi. Thấy không? Còn đó. Cách khoảng 10 mét nữa. Cái quàm đó ơi. Đứng kêu quàm đó. Cái bơi được 5 mét lại. Ôi. 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 Trời, đó. Thấy cái gì nó chạm chạm mà không có thấy nó. Ừ, chơi vào đâu luôn. Chụp luôn. Kìa. Ơ, con gì? Ồ. Tiếng chó đâu ra vậy? Tiếng con gì? Tiếng chó. Nghe tiếng chó sủa không? Có. Nghe tiếng chó. Nghe không có đâu, đâu lúc đó bên hôm đó. Mà chó đâu đây? Bởi vậy. Ê. Tiếng mày chó cũng giống tiếng người nữa. Ê. Cái gì? Ở trong nhà mồ tôi thấy có cục đen thui giống đó. Đâu đi tới? Sao đứt mổ á, Thấy chưa, Không. Thấy gì không? Trước mặt không đó. Cái gì? Trước mặt đối diện nữa. Sao đứt mổ ở kia á. Ở trong nhà mộ á. Mà mày thấy gì? Tôi thấy một cái hình bóng đen thui không biết cái gì nữa. Đi tới đi. Tới đó nghe. Thấy chưa? Mày tới đây coi. Thấy chưa? Đang lùi rồi.